Rất cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với MV đến với phần cuối cùng bản tin FBNC tối nay ngày 12 tháng 7. Xin mời quý vị cùng theo dõi những thông tin ngay sau đây. Xin được chuyển sang những thông tin khác. Bộ Giao thông Vận tải vừa công bố số liệu 6 tháng đầu năm 2017, kết quả giải ngân cho các dự án ngành giao thông đạt hơn 22.700 tỷ đồng, mới chỉ đạt chưa đầy 36% kế hoạch năm. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tổng cộng nguồn vốn dự kiến giải ngân trong năm nay của Bộ là hơn 63.500 tỷ đồng, trong đó đa phần là vốn ngân sách nhà nước. Sau 6 tháng triển khai, kết quả chỉ mới giải ngân được hơn 22.700 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch của năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước được Thủ tướng Chính phủ giao đã giải ngân được hơn 13.000 tỷ đồng, đạt 41% kế hoạch. Nguồn vốn trái phiếu chính phủ và vốn còn tồn từ năm ngoái đến nay do vừa được giao trong tháng 5 nên chưa giải ngân. Hiện Bộ Giao thông Vận tải đang phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Kho bạc Nhà nước tập trung hoàn thiện các thủ tục để có thể sớm giải ngân theo quy định. Quỹ đầu tư tư nhân châu Á Korea Capital vừa công bố khoản đầu tư hàng chục triệu đô la vào Bệnh viện Pháp Việt ở Thành phố Hồ Chí Minh nhằm đầu tư nâng cấp công nghệ nghiên cứu, khám chữa bệnh và mở rộng mạng lưới hoạt động ra miền Trung và các tỉnh Tây Nam Bộ. Buổi lễ công bố khoản đầu tư của quỹ Korea Capital vào Bệnh viện FV diễn ra hôm 11 tháng 7 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mục đích của khoản đầu tư là nhằm đưa bệnh viện này thành một trung tâm cung cấp dịch vụ y tế có đội ngũ bác sĩ chất lượng, thiết bị hiện đại và hệ thống điều hành chặt chẽ. Khoản đầu tư này sẽ giúp chúng tôi tập trung ưu tiên cho những chuyên khoa mũi nhọn. Thứ nhất là cải tiến công nghệ nghiên cứu và điều trị trong chuyên khoa tim mạch. Thứ hai là thành lập một trung tâm nghiên cứu ung thư. Và thứ ba là giúp chúng tôi mở rộng mạng lưới hoạt động ra rộng rãi hơn nữa ở miền Trung và miền Nam. Giá trị khoản đầu tư không được tiết lộ, nhưng trong vòng 2 năm tới, sẽ có ít nhất 10 triệu đô la Mỹ được đưa vào kế hoạch phát triển của Bệnh viện FV. Bệnh viện này cũng sẽ phát triển 8 đến 10 phòng khám đa khoa tại miền Trung và miền Nam. Vào cuối năm nay, FV sẽ đưa vào hoạt động phòng khám đầu tiên tại thành phố Cần Thơ. Liên quan đến vấn đề lợi nhuận thu được từ khoản đầu tư này, bác sĩ Jean-Marcel Goulin, đồng sáng lập bệnh viện FV khẳng định, mặc dù hiện tại chưa chi cổ tức cho các cổ đông sáng lập cũng như nhà đầu tư mới, nhưng FV đã đặt mục tiêu niêm yết trong vòng 4-5 năm tới. Từ khi thành lập đến nay, chúng tôi chưa chia cổ tức. Tuy nhiên, kỳ vọng của chúng tôi là trong vòng 4-5 năm tới, chúng tôi sẽ niêm yết trên sàn chứng khoán và đó là lúc các nhà đầu tư có thể nhận lại lợi nhuận của mình. Đại diện quỹ đầu tư Korea Capital cũng cùng quan điểm về vấn đề phải có đầu tư mạnh mẽ trước khi nhận được lợi nhuận lâu dài. Trong bất kỳ thương vụ nào thì muốn có lợi nhuận cũng cần một khoản đầu tư. Và chúng tôi tin tưởng rằng bằng khoản đầu tư ít nhất 10 triệu đô la Mỹ từ chúng tôi và kế hoạch rõ ràng thì Bệnh viện FV sẽ có thể phát triển vững mạnh. Bệnh viện FV được thành lập vào năm 2003 bởi bác sĩ Guilin và một nhóm các bác sĩ người Pháp cùng chung hoài bão. Thưa quý vị, sáng nay, Hội chợ Triển lãm Quốc tế Da dày lần thứ 19 đã khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 700 nhà sản xuất cung ứng trong nước, quốc tế và triển lãm có quy mô trưng bày lớn nhất từ trước đến nay. Hội chợ Triển lãm Quốc tế Da và Giày lần thứ 19 kết hợp với Hội chợ Triển lãm Quốc tế Sản phẩm Thành phẩm Da và Giày do Hiệp hội Da giày túi sách Việt Nam Lefaso và công ty tổ chức triển lãm quốc tế Top Reputi cùng phối hợp với công ty Hiển Đạt tổ chức. Tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999, triển lãm được đánh giá là triển lãm chuyên ngành mang tính quốc tế, tiêu biểu trong năm của ngành công nghiệp da giày tại Việt Nam, là diễn đàn uy tín nơi tập hợp những nhà sản xuất và cung ứng hàng đầu trong ngành công nghiệp da và giày của Việt Nam và thế giới. Triển lãm năm nay quy tụ hơn 700 nhà sản xuất, cung ứng trong nước và quốc tế đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ như Argentina, Úc, Bangladesh, Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Hoa Kỳ, Việt Nam, với tổng diện tích trưng bày lên đến 16.000 m², cao nhất từ trước đến nay. Triển lãm giới thiệu đến khách tham quan các công nghệ, thiết bị, máy móc, nguyên phụ liệu mới nhất trong ngành công nghiệp da giày, các sản phẩm thành phẩm da và giày, túi xách, v.v. Đặc biệt, với các công nghệ, nguyên liệu có tính đột phá trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng, thân thiện với môi trường, theo các doanh nghiệp, dù các hiệp định thương mại tự do mà ngành da giày kỳ vọng như TPP đang gặp khó khăn, nhưng các doanh nghiệp vẫn rất lạc quan vào triển vọng phát triển của ngành da giày tại thị trường Việt Nam. Công ty chúng tôi là công ty cung cấp nguyên vật liệu giả da lớn nhất tại thị trường Việt Nam. Đến với triển lãm lần này, chúng tôi mang đến những nguyên liệu mới, không sử dụng dung môi, thân thiện với môi trường. Dù hiệp định TPP đang gặp khó khăn, nhưng tôi nghĩ ngành da giày Việt Nam còn rất nhiều cơ hội để phát triển và chúng tôi cũng còn rất nhiều cơ hội để mở rộng khách hàng thông qua những triển lãm như thế này. Trong khuôn khổ triển lãm cũng sẽ diễn ra các hội thảo chuyên đề về xu hướng thời trang, xu hướng màu sắc xuân hè năm 2018. Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 14 tháng 7 năm 2017, dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt khách tham quan.
Đây là mùa hè thứ ba trường quốc tế Nam Sài Gòn SSIS tổ chức trại hè tại trường Trung học cơ sở Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình trại hè năm 2017 là một phần của chương trình vì cộng đồng của quỹ Lawrence Tinh tài trợ. Tại đây, các tình nguyện viên là học sinh của trường quốc tế Nam Sài Gòn tham gia tổ chức các chương trình học hè bổ ích lý thú cho các học sinh của trường Trung học cơ sở Hiệp Phước, biến mùa hè thành một mùa không thể nào quên đối với các học sinh và tình nguyện viên tại đây. Tương tự như trại hè 2 năm trước, toàn bộ chương trình và ý tưởng về hoạt động trong trại hè 2017 năm nay đều do học sinh tới từ trường quốc tế Nam Sài Gòn lên ý tưởng thực hiện. Các bạn đã dành thời gian một tuần lên ý tưởng chương trình và bố trí các lớp học trước khi đưa trại hè đi vào hoạt động. And in this camp we have three core classes: English, Science and Hello World. And in these three classes we specialize in teaching them English only. Every day after class they take home a vocabulary sheet where they learn themselves at home. Other than these three classes, we also have a variety of other classes: music, art, physical education, and two other camp dances. All these seven classes are used to encourage kids to grow and grow in their confidence in English and confidence mentally. As we see, when they come in from camp, they are very shy and very closed. But by the end of camp, they're always very open, and we can see that growth because that we've done a good job and that we've inspired them to do a better job in their life. Chương trình trại hè Nam Sài Gòn năm nay được thiết kế với chương trình hết sức thú vị cho học sinh, học mà chơi, chơi mà học, lấy vui và thoải mái làm tiêu chí hàng đầu, giúp các em học sinh tại trường Trung học cơ sở Hiệp Phước có cơ hội tiếp xúc với những chương trình học thú vị và khám phá những điều mới mẻ. I personally teach science and it's awesome looking at how the kids learn because the learning style that we impact the camp is not the same as the way they are used to learning. The kids are used to learning in a way that, like, in the beginning they learn the materials and then they would go home and study it and then the next day they would take the test. But here we really encourage them to do a lot of practical and kinesthetic activities to keep the classroom very dynamic. So one of my favorite projects this year in science was making ice cream. In the beginning, we taught them about different states of matter, such as solid, liquid, and gas. And we talked about condensation, freezing, and melting. And to make it more practical for the kids, we let them make ice cream themselves. So at the end, they got to eat the ice cream themselves while learning about the process of freezing. So it makes the kid view the subject completely different at the end of the camp. Some kids tell me they used to hate science, but now they absolutely love science. Trong trại hè năm nay, các lớp học sinh được chia thành các lớp môn học khác nhau với cách dạy vô cùng thú vị và hoàn toàn bằng tiếng Anh. Bởi đây là cách tốt nhất giúp các học sinh tại trường Trung học cơ sở Hiệp Phước tiếp xúc và thực hành tiếng Anh theo những hướng rất mới. So in this camp, we try to teach the kids that learning a new language is not just about memorization, but it's also about approaching the language from different perspectives and also using it in everyday situations as well. So we all had a lot of unconventional activities to help the kids to turn that into reality. For example, we have Language Olympics. It's an activity where in recess, the kids will go out and they take a question, an English question, and they have to approach different teachers and answer the question. So I think by approaching different teachers that they might not know, it helps foster the confidence in the kids that they can use a new language that they don't really know with people they don't know. And it also helps them to revise the materials they learn in class in a very active way. And it also helps them to correct their pronunciation and understanding of questions they haven't seen yet. And I think the kids love it because every time they get a question right, they get a sticker and they get prize for that sticker. So giving that rewarding feeling after answering a question right, I think it helps the kids to feel like they've accomplished something and they want to learn more. And another activity that I really like is reading time. It's when the kids go to their homeroom class and sit with a teacher in a small group and start reading books. Reading is like a very important activity in learning a new language, and I think that reading time helps the kids, one, to correct the pronunciation, to unlock very complicated but seemingly long English words, and they can pronounce it by themselves. And helping the kids to do that, I think, really builds a good habit in learning English and also in learning different subjects as well.
Đặc biệt, trong trại hè tiếng Anh lần này, các lớp dạy kỹ năng sống, kỹ năng trong làm việc nhóm cũng được các học sinh trường quốc tế Nam Sài Gòn SSIS tập trung giúp các em học sinh tại đây phát triển các kỹ năng này. And for us, our roles here are not only to be the kids' teachers and mentors, but also their friends. And during lunch, for example, we try really hard to sit with the kids. So in a table of four, at least one teacher will sit with three other kids, and we talk to them about what they liked during the day, what they didn't like, and we try to force them to talk in English to improve their conversational skills. And for me, as a Vietnamese speaker, I get to connect with the kids myself and also act as a liaison between other teachers and other students. And this is really cool for me because I get to see the bonds forming between those people. And these bonds are really strong because through the years, I realized that previous kids from previous camps kept coming back to visit their old teachers because they remember what these teachers did for them and their English skills and how this like massively impacted their English usage. Đối với nhiều tình nguyện viên, tham gia những trại hè như thế này không chỉ là cơ hội được trải nghiệm một mùa hè bổ ích mà còn là một trải nghiệm tuyệt vời. And I think this camp is a really good opportunity for all of us, like the campers and for us teacher volunteers to grow and learn more about ourselves. For us, it's a great opportunity for us to step into a higher role that we usually do not step into. And also coming into a poor area in Vietnam, it's a great challenge for us to still send the same message and lesson to the kids, but with less and limited amount of materials. And for the campers, it's great that they have a chance to step into an English-speaking environment and most importantly, to get inspired to continue the journey in English. But I think this camp has a great impact on me because I get to see different perspectives of the world, see what different people are living like, and see how these kids can grow from this camp. And it's very rewarding for us teachers to see how our hard work and our effort have played on them. Tuy trại hè chỉ diễn ra trong vòng một tháng, nhưng kết quả mà trại hè đem lại cho các học sinh tại trường trung học cơ sở Hiệp Phước là không nhỏ. Đó là kết quả của sự nỗ lực, nhiệt huyết của những học sinh trường quốc tế Nam Sài Gòn. Dạ, em cảm thấy rất là tuyệt vời sau những bài học bổ ích mà các anh chị đã tạo ra, và ngoài các bài học bổ ích đó ra còn có những trò chơi thú vị nữa. Đồng thời, việc này sẽ giúp học sinh trường Hiệp Phước có động lực và cảm hứng tiếng Anh trong thời gian dài. Thông tin vừa rồi là thông tin cuối cùng xin được khép lại bản tin FPNC tối ngày 12 tháng 7 năm 2017 trên kênh truyền hình FPNC. Quý vị có thể xem lại các video của chương trình cũng như cập nhật thêm những thông tin chi tiết khác, vui lòng truy cập vào website của chúng tôi ngay tại địa chỉ fpnc.vn. Còn bây giờ, Minh Vy xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kỳ sau.